Suy tim gan vì sốc sốt xuất huyết. Người phụ nữ 38 tuổi bị sốc sốt xuất huyết dẫn đến suy gan và tim nặng, nhập viện đa khoa Xuyên Á trong tình trạng tiên lượng xấu. Trước đó, bệnh nhân sốt cao nhiều ngày, điều trị ở bệnh viện địa phương, song không thuyên giảm. Khi chuyển cấp cứu tới bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, chỉ được chẩn đoán sốt xuất huyết ngày 5. Bệnh nhân tỉnh táo nhưng lừ đừ, mệt mỏi, nôn ói nhiều, kèm theo có kinh nguyệt ngày thứ 5 với lượng máu nhiều và kéo dài hơn bình thường. Các bác sĩ cho biết lúc này người phụ nữ đã vào sốc sốt xuất huyết thể tổn thương gan. Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm sâu, men gan tăng cao. Sau đó tình trạng diễn tiến nặng dần. Bệnh nhân bị tụ huyết áp, men gan tiếp tục tăng cao, có dấu hiệu máu cô đặc do thoát huyết tương. Ngoài ra người bệnh có nguy cơ tổn thương cơ tim dẫn đến suy tim tiên lượng xấu. Bác sĩ Lê Thị Hồng Loan, khoa nội tổng quát Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An ngày 2 tháng 6 kể. Qua 6 giờ được xử trí chống sốc theo phác đồ hồi sức tích cực thì huyết áp cũng đã cải thiện nhưng tình trạng xuất huyết âm đạo vẫn diễn tiến. Sau khi truyền bù tiểu cầu và hồng cầu lắng thì xuất hiện giảm cầu, người bệnh dần hồi phục, có thể ăn uống, hiện chị vừa được xuất viện. Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng cấp tính, bệnh lây từ người bệnh sang người lành qua trung gian là mũi vằn đốt. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Trường hợp sốt xuất huyết nặng nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Bác sĩ Loan khuyến cáo người dân, ngay khi có dấu hiệu sốt cao, cần đến cơ sở y tế khám và theo dõi, không nên tự ý điều trị tại nhà. Việc phát hiện và đưa đến bệnh viện chậm trễ khiến tình trạng bệnh kéo dài và nguy cơ xảy ra biến chứng nghiêm trọng. Các dấu hiệu người bệnh sốt xuất huyết cần vào viện bao gồm khó chịu hơn dù sốt giảm hoặc hết sốt, không ăn uống được, nôn ói, đau bụng nhiều, tay chân lạnh, ẩm, mệt lả, bứt rứt, chậu ngắm mũi, miệng, xuất huyết âm đạo bất thường, nôn ra máu, tiêu phân đen hoặc máu đỏ. Có các hành vi thay đổi như lú lẫn, kích thích, vật vã hoặc ly bì, không tiểu trên 6 giờ. Từ cuối tháng 4, khi miền Nam vào mùa mưa, Bộ Y tế và các cơ quan y tế đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết nhất. Trong 5 tháng đầu năm ghi nhận hơn 10.000 ca bệnh, số ca nặng và tử vong đều tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.